Alo, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh. Thì mình đã lên cho anh em hai video ở vòng loại Euro 2024 ở đêm nay rồi. Thì đây sẽ là video thứ ba mình lên cho anh em. Trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp đội tuyển Macedonia, Bắc Macedonia anh em nhé. Thì với hai đội tuyển này thì hiện tại Anh đang có vị trí đầu bảng. Còn với Macedonia thì họ đang đứng vị trí thứ tư với 3 điểm. Còn đội tuyển Anh thì họ đã giành được cả 3 chiến thắng sau 3 lần ra quân ở vòng bảng. Ở trận đấu này thì như anh em thấy là Anh sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3. Đá cao nhất trên hàng công vẫn là số 9 quen thuộc Hazikin. Và hai cầu thủ hỗ trợ Anh sẽ là Marcus Rashford và Phil Foden. Ở tuyến giữa thì sẽ gồm có Johan Dennison, Calvin Phillips và Trent Alexander-Arnold. Ở trận đấu này thì bên phía chủ nhà Anh chỉ thiếu vắng cầu thủ Saka thôi. Bên phía Macedonia thì họ sẽ ra sân với sơ đồ 3-4-1-2. Đá cao nhất trên hàng công sẽ là hai cầu thủ Netozotki và Chakotki. Hỗ trợ hai cầu thủ này sẽ là một tiền vệ tấn công Enis Enmat. Ở tuyến giữa thì họ sẽ gồm có Akotki, Ademi và Banhi và Aniotki, bốn cầu thủ ở tuyến giữa. Nói chung là với cái đẳng cấp của đội tuyển Anh thì mình tin rằng họ sẽ giành chiến thắng. Nó thể hiện qua 3 chiến thắng gần nhất của đội tuyển Anh. Họ giành 3 chiến thắng với tỷ số khá là tốt nha anh em. Họ chiến thắng trước Ý với tỷ số 2-1 ngay trên sân của Ý, chiến thắng trước Ukraine trên sân nhà 2-0 và chiến thắng trên ở vòng đấu trước trên sân của Malta với tỷ số 4-0. Và ở trận đấu này thì hai đội tuyển sẽ có sự phục vụ đầy đủ của tất cả những anh tài sáng giá nhất anh em nhé. Và cái điều mình lưu ý với anh em là riêng đội tuyển Anh, họ là một ông vua ở vòng bảng khi luôn giành những kết quả cực kỳ tốt. Và giai đoạn gần đây thì anh em thấy rằng phong độ của đội tuyển Anh rất là ổn nha. 5 trận đấu gần nhất thì họ thắng 4 và chỉ thua một trận ở World Cup thôi, thua trước đội tuyển Pháp ở tứ kết. Và tính xa hơn 10 trận đấu thì họ thắng được 6 trận, hòa 2 và thua 2. Nói chung là với đội tuyển Anh thì ở vòng bảng mình rất là tin tưởng họ. Ngay như trận đấu gặp Malta cũng vậy thôi. Chấp 3 hòa họ vẫn ăn được 4 trái. Còn đối với đội tuyển Bắc Macedonia thì họ cũng có đầy đủ lực lượng. Chỉ thiếu thắng vắng một cầu thủ Munisu thôi. Và thực tế là Macedonia từng tạo cú sốc cho bóng đá thế giới khi loại đội tuyển Ý khỏi World Cup 2022. Nhưng mà họ lại không giành được cái vé. Họ không được giành được cái vé đến Qatar khi để thua trực tiếp Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối cùng. Và ở vòng loại Euro này thì thực ra họ cũng đang khởi đầu khá là tốt anh em nhá. Họ chỉ thua trước Macedonia 2-3, xin lỗi anh em, thua trước Ukraine 2-3 trên sân nhà. Và trước đó thì họ thắng Malta 2-1. Nói chung là phong độ của thằng Macedonia này thì nó không bằng đội chủ nhà Anh được. 5 trận đấu gần nhất thì nó thắng 2 trận và thua 2 trận, hòa 1. Tính xa hơn 10 trận thì nó chỉ thắng được 3 trận thôi, thua đến 6 trận. Nói chung là về mọi thống kê thì Macedonia không thể nào lại Anh. Trong khi đó Anh hiện tại đang có một đội hình cực kỳ xuất sắc. Mình có thể coi họ như là một thế hệ vàng nha anh em. Với những cầu thủ như là Rashford hay Harry Kane hay hoặc Phil Foden. Cho nên ở trận đấu này thì mình nghiêng hẳn về đội tuyển Anh. Mình sẽ nghiêng hẳn về đội tuyển Anh nhé. Còn về đối đầu trực tiếp giữa hai thằng thì nó luôn có mức độ diễn ra với tỷ lệ bàn thắng rất là thấp, cũng không phải cao đâu.
Anh tận năm 2003 gặp ngày đó thì nó rất xa rồi, thắng 2-1. 2006 thì thắng được 1-0 và 2006 trận lượt về này hòa 0-0. Cho nên ở trận đấu này thì mình không thể dựa vào cái lịch sử đối đầu này được anh em nhá. Trận đấu này không thể dựa vào cái lịch sử đối đầu này. Rồi tiếp theo thì anh em hãy cùng mình đi tới cái mức kèo hiện tại trên trang mình đang đầu tư. Với mức kèo hiện tại mình đấy, trên trang mà mình đang đầu tư thì kèo rất là cao nhé anh em. Anh chấp 2,5 FT, tài xỉu 3.25 FT. Anh chấp một hòa hiệp 1 thì ăn rất thấp và tài hiệp 1 1,5 bỏ đủ ăn. Bỏ 93 ăn đủ. Ở trận đấu này thì mình sẽ hướng nhanh thôi cho anh em hai kèo duy nhất nhá. Anh em đầu tư vào cửa anh chấp 1.25 cho mình đi bỏ 87 ăn đủ. Và nếu mà ấy thì anh em đợi cho mình cái kèo tài 1.25 HT ăn đủ là anh em vào tiền nhá. Đó hai kèo đó thôi. Còn những kèo khác khi ví dụ có rung hay kèo góc kèo thẻ thì anh em hãy liên hệ ngay với mình qua số Zalo hoặc TN đang chạy trên màn hình. Thì mình sẽ trả lời anh em một cách nhiệt tình. Một cách nói chung là mình sẽ cố gắng giúp đỡ anh em những gì mình có thể nhá. Thì anh em hãy liên hệ ngay với mình để lấy những mã kèo nhiều hơn như kèo góc hoặc kèo thẻ. Rồi video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Thì những anh em nào chưa like, chưa đăng ký cho mình xin một like, một đăng ký. Cảm ơn anh em.